Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu lô nguyệt quế ha, lá xoắn bông chùm. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Đó, em quay sơ sơ nè. Cây tai cành cũng có ha, cây đế đẹp đế thú cũng có luôn. Đó. Từ hàng giá rẻ cho tới giá tầm trung ha anh em. Rất mong anh em ủng hộ ha. Thôi, mình vô cây đầu tiên luôn. Dạ, cây đầu tiên có mã số là D1. Đó, cây D1. Mai chiếu đổ nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha. Đế thú. Đế là ok hết trơn luôn anh em ơi. Cô chú anh chị ơi nè. Đó, hai lớp đế luôn nha. Cây này là tới hai lớp đế luôn nè. Cộng đế trước nè ha, chân quỳ nè ha. Đó, đầy đủ trơn nha cô chú anh chị. Cây rất là già cây ha, nó đâm chồi trở lại hết trơn rồi nè. Đó, chồi này chồi mới không nha. Cây rất là già cây. Cái co lắc rất là đẹp ha. Cái này là không có gì trơn nha. Cái này giống như cái mặt thẹo cũ á. À, không có gì hết. Rồi, thông số. Hoành cái mệnh thú là 25. 25 hoành. Cây rất là già cây nha cô chú anh chị. Chỗ cái eo này là 24. Ngay eo đó là 24 ha. Cao 1 mét đúng luôn. Kính bầu là 36. Kính bầu 36 à. Cây này cũng sạch cây lắm. À, chi cành là, nói chung là chi cành về mà mình bắt lại ok lắm ha. Chi cành cũng khá là nhiều ha. Về mình lựa chi cành lại mình bắt lại nha. Rồi. Dạ, cây này có mã số D1, em xin giao lưu là 1.200.000. D1 nha. Cây này 1.200.000, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị à. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây mã số D2. Cây này đế nó quái quái, nó kỳ kỳ lắm. Đế nó ngộ ngộ lắm ha. À, có cộng đế nó treo ngộ. Ở trong nó vẫn có đế nè ha. À, ok nha, đế ok. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hai mươi lăm hoành. Chiều cao là 70. Cao 70. Kính bầu là 39. Kính bầu là 39 nha. Cây này có mã số D2, xin giao lưu là 650.000. D2, 650 thôi. Bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Cây D3. Cây khủng bố bà ba luôn cô chú anh chị ơi. Chi cành nó cũng đều ha, chi cành cơ bản cũng đều á, đế nè, đế nở nha cô chú anh chị nè, đế cộng to to không ha, đế là ok ha, cây sắn luôn nè cô chú anh chị mình thấy nè, nó khía cạnh nó sắn nha, cũng già cây lắm rồi. Rồi, thông số luôn. Hoành ở đây là 36. 36 hoành. Cao 1m04. Kính bầu là 39. Kính bầu 39 ha. Cây này có mã số là D3. Xin giao lưu là 1 triệu ạ. D3 nha, cây này 1 triệu ha, bao ship luôn. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo, cây D4, một cốt chi cành đều luôn cô chú anh chị ạ. À. Một cốt chi cành đều gan luôn ha. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha. Đế nè. Quay đế cơ bản nha. Đế này cũng khá rồi. Đế ok luôn ha. Đây nó có cái lỗ bọng. Cái lỗ này ngày xưa á, nó muốn liền rồi nè cô chú anh chị ha. Nè đó, cái lỗ bọng này ha, nó muốn liền nè. Cộng đế trước bự nè. Rồi thông số luôn. Hoành ở đây là 30. 30 hoành. Cao 1m19. Kính bầu là 40. Kính bầu 40 nha cô chú anh chị. Cái này có mã số là D4, em xin giao lưu là 900.000. D4, 900.000, bao ship toàn quốc luôn. Đó, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo luôn nha, cây D5 nha. Đó.
cây này nó lắc khu khúc dưới này nha. Cái này anh này cô chú anh chị về mình chơi mình cắt bước nè ha. Đây cắt được đây một tầng nè. Đây là một tầng nữa nè ha. Mình cắt đây một tầng nữa là nó ra cái gọng lắc rất là đẹp nha. Rồi, thông số luôn. Quành ở đây là 33. 33 quành. Rồi, chiều cao. Cao là 1m30. Cao 1m3. Kính bầu là 32. Kính bầu 32 ha. Cái này có mã số D5 là 650.000. Đó, D5, cây này 650 thôi. Chà bá luôn, bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi, tiếp theo ha, cây D6. Cây trực lắc ha, cây này nó đâm tròn quá trời luôn. Đế nè, cô chú anh chị. Đế cũng khá lực nha, đế rất là to nè, cộng bự hơn ha. À, đế rất là to. Rồi, thông số luôn. Ống K1. Đây đây, ống K1. Quành ở đây là 30. 30 quành. Ống K1. Chiều cao là 97. Cao 97. Kính bầu là 38. Kính bầu 38 ha. Đó, D6 ha, 750.000 ha, bao ship toàn quốc luôn. Đó, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây D7, cây dáng bay nha, cây gọng quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Gọng này khó kiếm ha. Đó, đế thì nó hơi yếu xíu ha, nó không có đế nhưng mà rễ cám rất là nhiều. Đó. Đó. Đây thì nó có cái mặt thẹo đây nè. Ha. Nó kéo nó liền à. Rồi. Đây nó cũng có lỗ sâu nữa nè ha. Đó. Cây làm sao em báo anh chị nha. Rồi, thông số luôn. Ơi 26 anh. Cao đây là 70. Cao cái tạng nó 70 nha. Cao 49. Tàng bay 50 ha. Kính bầu là 35. Kính bầu 35 ha cô chú anh chị. Cái này có mã số là D7, xin giao lưu là 750.000. D7 ha, 750 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D8 nha. Cũng một cây dáng bay cái gọng hồi đầu nha. Gọng chữ C. Cây này thì cái mặt cắt này ha. Có lỗ sâu ha. Đế nè, đế cũng khá đế nha, khá đế, à, đâm chòi mạnh hết à, đâm chòi tàn đều hết trơn, cái này dèm vô dây nên tàn nó muốn kín rồi đó. Rồi thông số luôn. Quành ở đây là 22 quành. Chiều cao là 77. Cao 77. Kính bầu là 36. Kính bầu 36 ha. D8 700.000 bao ship luôn. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D9 nè, một cây trực lắc nha nè. À, cô chú anh chị xem tay cành rất là đều ha. Tay cành rất đẹp luôn. Đế nè. Đế cũng dữ lắm ha, cái cũ à. À, nguyên cái cũ đế. Trực lắc. Cây lắc khá đẹp ha. Rồi, thông số luôn. 30 quành. Cao là 1m05. Kính bầu là 39. Kính bầu 39 nha. Cái này có mã số là D9, em xin giao lưu là 1 triệu. D9, cây này 1 triệu luôn, bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây D10 ha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn cô chú anh chị ơi. Cây này nó đâm tròn quá trời, tàn nó muốn tròn muốn đều luôn ha. À, cái củ à, cây này cái củ đế nha, à, củ đế tròn vo luôn, à, cái mặt cắt củ ha, à, nó cũng có bị sâu quá, sâu ruột thân á, chết rồi, ha, à, mặt cắt củ, cây cũng khá gót cây ha, lắc, trực lắc luôn nha cô chú anh chị, rồi thông số luôn, quành đây là 30 quành. Yeah.
cao 72. Kính bầu là 40. Kính bầu 40 ha. Cái này có mã số là D10, xin giao lưu là 750 ngàn. D10 ha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha. 750 ngàn bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi luôn. Rồi chào khán giả cái luôn. Dạ, em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829160355.